đâm đầu vô cái rào không à. Vâng, đây là Trương Thị Hồng Nhung đang tham gia cuộc thi đua đà điểu. Có khi nào nó lại nó mổ mình không? Đây. Đấy, em chào đi em. Đứng đây, giơ tay lên nào, Nhung. Đó, cô đó đi có gì có hộ hỗ trợ gì đó. Chào cô đó. Em lên làm vòng cho em. Em có cái phóng vô.